Hello không? Thì cũng có thể 5 tháng rồi tôi chưa làm clip Garam Custom cho con dòng Sony XZ2, XZ2 Compact AI Premium X3. Trước đó tôi làm XZ2 thôi, nhưng mà gần đây có những cái bản zoom nó có khoảng 4 dòng nên tôi làm cả 4 dòng. Ok, và để cài sao? Không được thì phải unlock được. Unlock được thì unlock như nào thì tôi đã có clip từ cũng phải 2 năm rồi. Ô, đâu nhỉ? Kênh tôi nhá, kênh tôi tự làm. Ok, 2 năm trước rồi. Không thể xem đây. Ok, lên phần video và lướt xuống đây. Từ 2 năm trước rồi, nhưng vẫn sử dụng được nhé. Và cho các ông nào cũng hỏi luôn là tôi có kiếm được tiền từ kênh này hay không, thì đương nhiên là không. Đây, 7.900 sub, nhưng mà tôi không có một đồng nào cả. Đây, về kiếm tiền tôi không bật. Ok. Đầu tiên thì các ông tải Zoom thì tôi sẽ khi vào link sẽ có 4 cái máy này. Thì tôi sẽ giải thích luôn. Aura thì nó là XZ2 Core Premium, Akari là XZ2 Akatsuki X3 và Apollo là XZ2 Compact. Tôi sẽ tải Akari bởi vì tôi đang hướng dẫn cho XZ2, một dòng chủ đạo cho cả dòng, cả bốn bốn con máy. Okay. Tôi sẽ tải cả hai nhé, boot IMG và ROM. Okay. Sau khi tải xong thì nó sẽ ra hai cái file này, file boot và file ROM. Ok. Thì để cài được ông phải có platform tool nhé. Tôi bật cái màn phụ đây cả. Thì ông phải có platform tool nhé. Đây. Ông tôi sẽ để link dưới mô tả và tự phụ thuộc vào các hệ điều hành công giờ sẽ sử dụng Windows, Mac hay Linux. Mac thì tôi thấy à không, Mac thì nó sẽ là universal hay sao ấy. Windows, Mac, Linux sử dụng cả ba. Cả ba thì các ông có thể sử dụng là không dùng Windows thì dùng Windows, Mac dùng Mac, Linux dùng Linux. Ok. Thì con sử dụng Windows thì con phải có lên driver đó, USB driver. Tôi sẽ để link dưới mô tả hết, con chỉ việc download về thôi. Download tải về. Phụ thuộc vào OS nha. Không dùng Windows tải Windows, Mac phải lên Mac, Linux nhé, chứ đừng có mạng Windows đi tải Linux không được đâu. Okay. Sau khi tải xong con nó sẽ có cái file USB driver đấy. Đâu nhỉ? Đây, USB driver Windows. Thì con sẽ vào đây, giải nén ra nó sẽ có cái này. Không chuột phải vào file Android Win USB sẽ có phần install, không ấn vào thế là sau platform tool thì các ông cũng tải về giải nén ra hết rồi. Tôi giải nén ra rồi. Đây nó sẽ ra cái này. Bây giờ con sẽ mở với terminal nhé. Đây chuột phải chọn là open terminal here. Cái này tôi dùng Kitty, hiện cái Kitty không sử dụng Linux với Mac là, thì Mac thì ông tự cd vào, còn Linux sẽ có những cái như này. Còn đây họ nếu dùng Windows thì con sẽ bấm vào đây. Đây sẽ có một cái phần y ở trên này, bấm vào bộ đen hết có chữ CMD enter, nó sẽ mở ra một cái CMD tương tự như Linux. Ok, bây giờ chúng tôi sẽ quay sang màn phụ nha, bởi vì màn phụ nó sẽ dễ làm hơn. Tôi sẽ clear đi. Ok, mở lại từ đầu. Bây giờ tôi sẽ tự cd rồi, tôi khá là thích tự cái cảm giác mà tự gõ lệnh như này. Tôi sẽ tự cd vào từ một platform tool, các ông muốn thì các ông vẫn có thể tự cd vào. Cái này là tôi để download ra như thế này nhé, các ông để ở folder khác thì mà cd vào như này làm sao mà được đấy. Ok, bây giờ các ông sẽ điện thoại đây, tôi sử dụng Linux nhưng nó hơi khác một tí. Điện thoại đây tôi sẽ, các ông sẽ cắm sạc vào đấy. Tăng dung lượng đồng thời cắm sạc. Okay, nó sẽ ra cái đèn xanh lá cây, à không, xanh biển như này. Đấy. Bây giờ con sẽ tôi đang thấy bot nó hơi 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 lỏng lẻo đi. Ok. Để chỉnh cái máy quay. Nó không thẳng nên là tôi thấy khá là khó chịu. Ok. Con sẽ gõ Windows thì con mở chuột phải vào logo Windows. Ở đây là India vua, nó hơi khác một tí. Thì sẽ có phần device manager, các ông ấn vào các ông xem có nhận driver hay không. Còn Linux chúng ta sẽ sử dụng là đơn giản thôi, USB. Nó sẽ có một cái thiết bị Sony Ericsson và Mobile Communication AP Android, là con đang ở Fastboot, là con Sony đang ở Fastboot. Ok, bây giờ các ông sẽ gõ lệnh. Ok, thì đối với Linux hay là Mac thì các ông sẽ phải gõ thêm chấm gạch chấm sược này. Ok,
phát boot là xong rồi chúng ta mới gõ lệnh nhá. Còn Windows thì các ông không cần, các ông chỉ việc là Windows thì các ông chỉ việc gõ lệnh thẳng như này thôi. Ok, tôi thêm cái này vào bởi vì tôi đang sử dụng Linux hay là Linux nên là tôi cần. Còn Linux hoặc là nếu các ông sử dụng Mac cũng thế, Mac tôi cũng phải dùng cái lệnh như này vì nó chung một hệ Unix ấy, nhưng mà không, nhưng mà Mac với Linux không phải là một nhé, bởi vì Mac là nó dạng Unix dual với lại nó đi theo BSD, còn Linux là Unix Lite, tức là nhái Unix ấy đấy, dạng như thế. Thì ok, nói chung là chúng ta sẽ có fastboot flap boot, à không, chúng ta sẽ get var ra để xem bây giờ đang ở slot nào. Get var current slot đây, nó đang ở slot A này. Đấy, ok, chúng ta sẽ có không phải trong này fastboot flap boot A. Nếu các ông giải nén đúng cách thì nó sẽ không bị lỗi cái lệnh như này. Còn nếu các ông giải nén sai cách thì các ông phải chmod cộng x xong rồi phát boot xong rồi adb nhá. Đây, flap boot A, tôi sẽ kéo từ bên máy chính qua. Tôi sẽ kéo file boot lên nhá, file boot.img đây. Tôi sẽ kéo qua. Ok, tôi sẽ kéo qua bên này. Đấy. Nó sẽ tự nó nhập cho lệnh ở đây. À, nhập cho đường dẫn ở đây. Enter thôi. Windows hay Mac cũng làm tương tự, hay Linux cũng làm tương tự. Ok. Ok, sau khi flash xong thì nó sẽ rút sạc nhé. Bởi cái màn này tôi để cái chữ to hơn tí để cho con dễ nhìn thôi. Đây, ông sẽ giữ nguồn giảm lượng. Tôi không clip thì tôi không cắt bởi vì Gcam tôi đang cài trên con G7 để quay video thì nó lại không power được. Video hơi dài các ông thông cảm. Tôi cũng khá là lười cắt. Máy lại buộc ra hai dây chun như ngày trước. Mà thôi không sao, bởi vì màn nó cũng hơi nát rồi. Tôi định để Tết tôi lại thay màn hình mới. Đấy. Có thời gian tôi lại thay màn hình mới. Ok. Đây, lại không bấm được đâu. Máy quốc tế chúng ta dùng không bấm được, máy nhà mạng thì lại bấm được, không rõ tại sao. Không, sẽ bấm giảm lượng này. Nguồn. Đây, tôi ấn nút nguồn vào nữa. Chúng ta ấn cắm nguồn cắm sạc. Bây giờ ông sẽ lên máy tính. Tôi skip bài này à, bài này nghe không hay. Bài nó không chill như này, không nghe không thích đâu ạ. Ok, bây giờ ông sẽ cũng thế thôi. Đây bản zone đây, Orin OS 14. Tôi sẽ gọi bên này là ADB Fastboot nha. À không, ADB Siloan nha. Chúng cũng phải chấm sược lên, okay, ADB Siloan. Được, không sẽ kéo từ bên này qua. Không sử dụng này đấy, kéo qua. Nó cũng như kéo kéo từ cửa sổ này qua cửa sổ khác thôi. Chẳng qua tôi hai màn hình thì nó hơi nên là nó như này. Ok. Các ông ấn Enter. Đây, nó sẽ Siloan đây. Các ông đợi nhá. Đây này, tôi sẽ không skip bởi vì video tôi không pause được. Dùng Gcam thì con G7 không power được. Dùng Gcam để quay 60fps nhưng mà tôi không power được. Tốc độ sai lót nhanh hay chậm thì nó phụ thuộc vào dây, máy tính và điện thoại. Điện thoại thì không quan trọng lắm. Quan trọng là máy tính với cái dây sạc thôi. Này, USB 3 nó sẽ truyền nhanh hơn. Này. Còn USB 2 nó chậm hơn, thế thôi. Không, thì có những cái lời nói ở dưới không bỏ qua đấy. Bởi vì đây người nhà tôi cũng không có, không có ai cả. Với tôi quay clip tôi không có, phòng tôi không có cái âm. Đây, phòng tôi không có cái âm gì cả. Và sắp tới sẽ cố gắng làm nhiều clip hơn về ROM custom nếu có thể. Tôi không biết là tương lai tôi liệu tôi học cô được không, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa. Nhìn tôi vẫn làm những cái clip và video cài ROM custom cho những dòng Sony XZ2 các thứ, và tôi hướng dẫn rút riết cài ROM các thứ, nhưng mà thậm chí là tôi sử dụng cả Linux để hướng dẫn luôn chứ tôi không dùng Windows nữa. Thế nhưng mà tôi vẫn không biết đấy, tôi vẫn không biết cốt. Công thấy lạ chưa, những cái người như này bây giờ thường là sẽ biết cốt rồi, nhưng mà không, nào tôi không biết.
cả T-Link tôi không biết dùng cơ, tức là tôi vẫn sử dụng những cái kiểu DE kiểu dạng như Windows thôi. Nhưng mà nó thật ra tôi dùng cái môi trường Linux này cũng phải 8 năm rồi, nhưng mà đến mãi đến năm 23 rồi tôi mới sử dụng là Mint. Chứ trước đó là tôi không sử dụng Mint đâu. Tôi vẫn đang xài loát không đợi nhé. Nó vẫn chưa xong đâu nên ông cứ đợi thôi. Tôi thì lại chưa cắt video này, không cắt được bởi vì tôi dùng Gcam ngoài, với Gcam ngoài bị lỗi power, không power được. Tôi bảo định quay cái Gcam 0.6 cho nó rộng hơn một tí, nhưng mà Gcam 0.6 lại bị mờ mất chữ nên là thôi tôi lại quay Gcam 1 chấm, nhưng nó hơi gần quá, hơi bị sát quá nên là nó cũng hơi khó quay tí. Ok, xong 47 nó sẽ không, nó sẽ cài sẵn, nó sẽ cài vào trong máy luôn. Đây, và ông sẽ chọn yes nhé. Đây, bấm giảm lượng. Enter. No one. Ok. Nếu các ông sử dụng Gapp sẽ khuyến khích các ông sử dụng Gapp hơn, bởi vì những đại đa số người dùng sẽ dùng Gapp. Tôi sẽ vẫn sẽ lần này tôi sẽ khuyến khích các ông dùng Mirror Gapp Android 14. Ok, tôi sẽ để link dưới mô tả, các ông chỉ phải vào tải thôi. Đây, ok, đây các ông sẽ vào đây ông tải thôi. Một là các ông sử dụng Gapp, hai là các ông sử dụng MicroG. Thì Gapp dạo này rất là nặng. Đây. 14 Android 14 thì nó khá là nặng đây. 400 MB cơ. Nhưng mà đây, cái MicroG cũng có 100 MB thôi. Tôi sẽ cài Gapp cho các ông xem, xong rồi tôi dùng MicroG chứ tôi không dùng Gapp nữa. Đây. Với các ông biết đấy, Google thì nó vẫn là một cái thứ gì đó khá là tởm. Những bản Play Service gần đây nó khá là nhiều spyware, đặc biệt những cái kiểu SQL Search này nó khá là nhạy cảm với quyền riêng tư, với Private Key, với Freedom, khá là sensitive. Ok, nhưng mà thôi, các ông muốn dùng thì các ông cũng có thể tải đây, tôi sẽ làm cho ông xem. Vì đại đa số người ta sẽ sử dụng Mirror Gapp chứ không sử dụng cái khác. Ok, skip vào đây. Ok, tôi sẽ copy vào đây. Tải xong rồi, bây giờ tôi sẽ copy qua bên này cho nó dễ. Thì các ông sử dụng là Mirror Gapp hay dùng MicroG thì ông sẽ cài nhé. Tôi sử dụng là tôi làm clip cho các ông thì tôi sẽ sử dụng là Mirror Gapp. Hai cái này nhé, cứ sai lót vào là nó tự cài thôi, không phải làm cái gì cả nên là cũng không có gì là lạ. Các ông sử dụng MicroG thì cái này, các ông sử dụng Gapp thì Google thì cái này. Muốn đi upload, muốn dùng tối giản nhất thì con dùng MicroG, muốn dùng Google Play các thứ thì con dùng Mirror Gapp, thế cho nó vuông nhá. Ok, điện thoại thì bây giờ tôi sẽ con sẽ bấm xuống nguồn tiếp để nó bật ADB sai loa lên và vẫn cắm sạc vào nhá, bởi vì không rút à. Bên này ông vẫn sẽ gõ ADB sai loa thôi. Đây, chấm sược ADB sai loát. Tôi nói ở đầu là Windows thì không gõ cái giấm cái này nhé, tôi chỉ gõ cái lệnh bên sau thôi, đằng sau thôi. Ok, thì giờ tôi sẽ kéo cái Gapp qua, cái Gapp này tôi kéo qua. Ôi trời, chết, cái chuột nó bị kẹt này, tôi kéo qua. Ok, enter.
sai sai nhỉ, để tôi kéo lại qua đã. Nó hơi bị lỗi tí. À, tôi phải đổi lại tên folder không ạ? Này. Folder có dấu cách đăng nhận này. Chấm sửa adb sai lot, không phải nếu không để folder có dấu cách thì nó sẽ không nhận đâu nhé. Đây. Tôi sẽ kéo lại app qua. Enter. Đúng rồi, có dấu sửa nó không nhận này. À, có dấu cách các thứ nó không nhận này. Đây, không đợi nhé, đang check này. Video này hơi dài vì tôi không cắt những cái đoạn mà nó sai lót các thứ, nó khá là lâu, nhưng mà điện thoại tôi không power được đây là gì. Còn nhiều gì của tôi không có cái cam của tôi không power lại được. Con G7 thì khá cũng có một ít người làm rock custom rồi nên tôi khá là ngại làm, nhưng mà thôi kệ. Không cài Microsoft thì cũng tự thôi, không cũng sai lót vào như này nó cũng sẽ tự cài thôi. Sau khi cài xong nó sẽ vào đây. Nguồn tạm Nguồn, để cho nó format data nhé, bởi vì từ dòng cũ qua nó phải format data cho nó sạch. Okay, xong rồi ta sẽ bấm vào đây. Lên, nguồn, nguồn. Ok. Ok, nó khá là lâu nên là tôi sẽ nói về khả năng, cái thời gian boot của cái này nó khá là lâu nên là tôi sẽ bàn một chút. Thì tôi khá là bận trong công việc, là trong con đường đi đến một thằng dev nó khá là gian nan. Nếu các ông hỏi thì khá là gian nan để đến một thằng dev. Nếu mà đến một thằng dev thì tôi ra để sử, nếu tôi làm thằng dev thì tôi sẵn sàng tôi sẽ build những cái bản zoom custom cho con này rất nhiều chắc chắn, và sẵn sàng làm cho các ông xem. Đấy, tôi sẵn sàng tôi build và tôi public các mọi thứ tôi ra là commit, tôi sẽ commit rất là nhiều, nhưng mà để mà đến được với con đường dev thì nó là một con đường khá là dài. Để mà đến được con đường dev thì nó khá là dài nên là nó khá là, nó không phải là đánh cho đại đa số người. Để mà đến được con đường dev thì nó phải học, cho nên ít nhất cũng phải giỏi cái môn toán, bởi vì không có toán nó lại khá là khó. Toán nếu mà không phải toán chúng ta vẫn làm được, nhưng mà chúng ta không, nói chung là nó không có, nói chung là nếu chúng ta giỏi toán thì nó sẽ dễ hơn, bởi vì trong lập trình tôi thấy trong code tôi thấy tính toán khá là nhiều, những cái biến nó kiểu chân chia các thứ khá là nhiều, nó còn cả biểu thức các thứ nữa nên là nhưng mà tôi lại khá là ngu toán, tôi cũng chả biết, tôi vẫn sẽ cố để đến con đường đẹp. Sau khi tôi đến đẹp vẫn sẽ làm clip các ông xem thôi, nhưng mà chỉ là kênh tôi sẽ lại nổi hơn một tí. Ok, tôi sẽ để tiếng Anh luôn, chứ tôi không... Đây, nó vẫn cho setup thôi, chỉ là các ông nó chơi cái nó running tí. Skip qua nhé, cái này nó là Play Service, nó sẽ có những cái dạng như này. Còn nếu không cài Play Service thì nó sẽ không có những cái gì như này. Đây. Này, cái service, Play Service nó sẽ có những cái này. Đúng, Microsoft thì không có, Microsoft nó đơn giản thôi. Này. Asset về đồng ý với TOS của Google. Skip. Đây, như vòng vòng này chỉ có đây những cái nó sẽ chỉ có những cái này thôi. Start. Ok. Ok, do đã cài xong. Không nhìn được phần trăm bởi vì đây đang bị mực này. Bị mực này không nhìn được phần trăm. Đây, bản zone tôi đã cài xong rồi. Tăng độ sáng này đi. Ok, tùy biến ngay đầu tiên luôn. Khá nhiều nha. Đây, customization này rất nhiều luôn. Đang reload lại, boot lần đầu đó thì bao nhìn khá là giống với CDR rồi, được mốt lại thêm một nhiều, được chỉnh sửa lại thêm nhiều tính năng hơn nữa. Chúng ta có tính năng khá là hay, Smart Pixel nó vẫn hoạt động. Ok, nút hình Airbot là Startup Bar này. Khá nhiều tính năng hay.
Spain này, Ignore thứ này, Sound này, Up này, About này, Orin Garot, IPX2, HTML8.15, Android 14, chạy trên Linux Kernel 4.9.227, Sony IPX2, Canon EFI, đây, ok. Bản vá là tháng 9, ở tháng 9 2024. Tùy biến rất nhiều, khá là nhiều, không thoải mái mà nghịch, đây. Rất nhiều luôn. Trải nghiệm thì sao? Tại máy nó đang nóng nên là nó hơi lát thì không ROM có ROM USB thì không phải lướt từ từ thôi chứ không không kiểu này được, này nó bị chậm. Ok. Nói chung là gì? Mà tôi đã hướng dẫn công cài xong. Thì các bạn ROM này như tôi đã nói, nếu các bạn sử dụng máy quốc tế như con này, cài vào sẽ bị mất NFC, không sử dụng NFC nữa và mất hai SIM. À không, mất một SIM. Còn lắp hai SIM vào thì nó sẽ chỉ nhận một SIM thôi. Xin tôi đang lắp máy khác nên là nó không hiện đây. Máy này bị mực nhé, nó không nhìn được này. Camera các thứ bình thường. Vân tay các thứ tôi đã test rồi, bình thường. Camera này sao? Cam sau đây. Cam trước. Cam trước. Ok, cam trước ok. Quay video thì không có 60 đâu, khỏi phải lọ, khỏi phải tìm. Ok. Loa thì thấy vẫn thế, nó vẫn như những cái bản từ 18.1 đến bây giờ, nó vẫn kiểu dễ, nó kiểu bị nổ bát hơi to quá mà không có thể chỉnh cho cái loa này nó bé đi một tí được. Ok, thì cũng không có gì để nói cả. Còn tôi đang hướng dẫn công cài và nó xong bản ROM Orin OS. Tùy biến rất nhiều. Không thể tùy biến rất nhiều luôn. Đấy. Cái này chỉ là một phần thôi, không có thể chỉnh thêm những thứ khác. Tôi sẽ không tiện thể chỉ ở đây. Ok, thì hy vọng video sẽ giúp ích cho các ông. Rồi, nói chung là cũng chào tạm biệt các ông. Tôi sẽ cố gắng làm nhiều clip về ROM custom hơn trong tương lai. Và yeah, subscribe if you can. Ok. Nói chung cũng cảm ơn tất cả các ông. Các ông có sub thì mấy tôi cũng sẽ không một tiền đâu.